Còn cái chuyện mà yêu hai người rủi đâu, bạn hạnh phúc với nhiều người rồi sao? Khi mà chúng ta xác định với một ai đó, chúng ta phải công khai, trừ khi bạn muốn yêu cho vui, bạn không xác định, bạn không gì hết, ok. Yêu bữa nay yêu người này, mai yêu người kia, đó là chuyện bình thường mà nó cũng không xấu nha. Khi mà chúng ta xác định với một ai đó, chúng ta phải công khai, trừ khi bạn muốn yêu cho vui, bạn không xác định, bạn không gì hết, ok. Yêu bữa nay yêu người này, mai yêu người kia, đó là chuyện bình thường mà nó cũng không xấu nha. Miễn mình sống theo cảm xúc là chuyện rất bình thường. Nhưng khi bạn mình xác định với ai đó, mình phải công khai họ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đám cưới, cần phải cho hai bên gia đình biết. Thật sự luôn, trong một tình yêu á, tối ngày bị giấu trong bóng tối, người ta rất khổ. Ủa sao lại khổ vậy? Sao lại khổ vậy? Rất sung sướng. Tình yêu là niềm tin, mình tin nhau thì mình yêu. Ngày xưa ba mẹ cũng tin nhau mới đến với nhau, hai người chưa kịp tìm hiểu nhau cũng đã cưới nhau rồi. Ba mẹ em ngày xưa đâu có Facebook đâu. Làm gì có. Đẻ ra một đứa con rất đẹp trai, rất giỏi, ngồi đây làm MC chương trình. Chương trình mời về làm đàng hoàng. MC đâu? Cái gì? MC mà sao giờ ngồi ngoài rìa quá vậy? Em tăng theo thở ở theo thời là vậy. Thời đó không có Facebook thì không công khai, nhưng vẫn nắm tay nhau ngoài xã hội được. Vẫn có thể là giới thiệu cho mọi người được, thì đó là công khai em. Còn bây giờ có Facebook, có này có kia, ba mẹ anh vẫn đâu có chơi Facebook, hiểu không? Nhưng mà vấn đề là họ vẫn nắm tay, họ vẫn công khai. Không phải là công khai là up lên social hay là gì hết. Công khai là tôi quen người này, mọi người đều biết. Tụi tôi là một cặp đôi rồi này kia, vì tôi xác định là tôi sẽ đi với người này tới cuối đời. Bây giờ nè, lén lút hạnh phúc á, nếu mà nói một cách tích cực á, nó không phải là cái chuyện giấu giếm, mà nó là tự bảo vệ hạnh phúc của mình. Riêng không từ... phải là mình cứ đưa ra rồi cái người ta khen mình vui, cái người ta phán xét cái mình buồn. Tại vì mình muốn bảo vệ tình cảm của mình thôi. Ủa, mình có quyền không buồn mà. Mình có quyền công khai nhưng mình không buồn. Có nghĩa là người ta phán xét là chuyện người ta. Tôi vẫn yêu hạnh phúc nhưng tôi muốn cho mấy bạn thấy được sự hạnh phúc của tôi. Còn mấy bạn mà thấy sự hạnh phúc của tôi mà mấy bạn không hạnh phúc là mấy bạn xấu tính. Mấy bạn không bằng tôi. Đúng, rõ ràng. Mình có thể công khai cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà yêu hai người rủi đâu, bạn hạnh phúc với nhiều người rồi sao? Sao mà sống mà tiêu cực quá. Sao mà cứ mà nhiều người không vậy? Tiêu cực, không phải tiêu cực. Mình không bắt buộc các bạn phải công khai. Nhưng với quan điểm của tôi, yêu là phải công khai. Không thôi trùng bồ, hoặc là ai đó sự nghiệp có bầu, tôi không biết được. Yêu ai công khai, thật sự trong một cái quá trình mà mình từ nhỏ mình lớn lên mình biết yêu, mình đâu phải mình yêu một người. Mình yêu rất nhiều người, mình phải tìm hiểu trải qua người này người kia. Mình mới có nhiều kinh nghiệm, mình mới có nhiều cái vốn sống. Thì mình mới biết được cái tình yêu nó như thế nào. Mà mình cứ công khai người này, công khai người kia, công khai người nọ, ba má mình mệt. Bạn bè mình mệt. Ví dụ trời ba ơi, má cá mình... nhân tôi nha, sau này tôi có con tôi công khai nhiều yêu. Mày phải ngon lắm người ta mới yêu mày nhiều vậy. Thiệt, tôi rất tự hào con tao mà có nhiều quần. Miễn cưới một đứa là được. Thật sự. Ở đâu mà ba má mắc gì mệt yêu. Làm gì mệt, bộ yêu ai cái sắm bộ vàng, sắm bộ vòng. Cho người ta nói đi. Người ta yêu á, là người ta yêu là như thế nào? Thế nào nè, giờ thế nào? Đây đau quá, quên.